Câu chấm trắng ngày mưa nó sẽ như thế nào? Hôm qua thì mình đánh ngô trần, hôm nay mình sẽ đánh ngô ủ của anh bạn Chu Ba Che. Chỗ này là một túi ngô ủ của anh bạn Chu Ba Che. Mình sẽ cho là 20ml hương liệu nhé, nước xanh và một nắp sứa trắng. Trộn đều lên. Sáng mai mình đi câu anh em nhé. Mình ủ luôn từ tối nay, cất trong tủ lạnh. Ngô để móc thì mình đang chuẩn bị, đây là một bát ngô. Anh em cho mình 5ml vào nhé. Một ít sứa trắng. Lắc đều lên. Ngô này thì mình để móc là ngô ngọt, còn ngô ủ lên men này để mình xả. Hôm nay thì mưa kinh khủng luôn, toàn anh em câu chép thôi. Nhưng mình hôm nay lại đi câu chấm trắng anh em ạ. Hôm qua thì mình bắt được 3 con vì là chấm trắng nó yếu. Hôm nay mình thử quay lại chinh phục điểm câu. Hôm nay mình chọn vị trí là vị trí cuối hồ. Điểm này rất thích hợp với con chấm trắng vì nước nó rất chi là sâu. Cân phao giò đáy xong anh em xả cho mình 3 đến 5 lạng để lót ổ. Lưới trên là 3 hạt, lưới dưới là 4 hạt. Trắng thì anh em kéo chỉ sát lên chân phao cho mình. Nhấc nhấc cần tú cho nó ướt em ạ. Chấm trắng, chấm trắng. Mày này. Ái à, ái à. Ái à, ái à. Tiếp tục con thứ hai. Lại chấm trắng anh em ạ. Người ta bảo nắng đi đánh chấm trắng, mình mưa đi đánh chấm trắng này. Anh chụp 4 thẻo 3. Con không được, cái con này 2 cân 1. Mày à. Mày à bữa ấy. Con thứ 3. Tú nhớ cái cần lên lên. Chép rồi, chép rồi. Chép rồi. Chép khôn lắm. Ôi thôi bóng rồi. Mẹ à, thật sự. Chấm đen thật luôn. Vừa nói anh chấm đen lên luôn. Chép nha anh em ạ. Được cá này mưa suốt được. Rồi. Rồi. Con thứ tư. Cục cái ôm em. Cục ô quay đi em. Chặt tơ. Con gì khỏe này. Sốc là sốc thế nào, ăn mồm xịn xò. Nó anh đùa. Anh chưa bao giờ biết đánh cá sốc. Vơ vẩn nói thế mất uy tín của anh Calamen nhé, ta trừ lương đấy. Chấm trắng tiếp. Rồi, cứ nhìn thấy mặt là vui rồi. Đang cầm anh đi lùa đi này, nó thật chạy. Thôi bao ngồi, lên vảy rồi. Con thứ 5. Cần limited anh ha. Chấm trắng. Xả cho anh một muôi vào. Xả đúng ô 93 nhá. Rồi, tiếp tục con thứ 6. Mày hả bữa ấy. Chép rồi, chép rồi, chép bay rồi anh em ơi. Chép bay rồi, chép bay rồi. Chép bay rồi. Trời bay. Lại ăn mồm. Chờ mãi cảnh đánh sốc mà không được anh em ạ.
Úi trời ơi, nuốt sâu thế. Ăn tham thế, giả lại ngô của tao đòi. Trời ơi, con chẹp này. Úi trời ơi. Úi trời ơi, là con động kinh. Úi trời ơi. Bế gì, cái đây chép cũ khỏe như trâu ấy. Ôi trời ơi. Chép nhiều nhớt đó. Cú lét, cú lét, cú lét, cú lét, cú lét, cú lét. Ôi trời, con chép đẹp thế, thằng nào khỏe ra màn. Rồi, tiếp tục con thứ bảy. Hay quá chứ. Mày là gì? Mày là con gì? Tâm nhiều à? Em gì? Em gì? Em gì? Em gì? Em tên là gì? Em tên là chấm trắng hay là chép hay là chấm đen? Ô, hồ này làm gì có chấm đen nhỉ? Con này anh nghĩ là chép lắm tụi ạ. Vì nó bấp phát mà. Tụi lột luôn. Khỏe lắm. Cá cũ nha. Thấy chưa? À anh em hỏi là cái dây điện này có nguy hiểm không? Dây điện này bọc hết nhé. Mà nó không có điện đâu anh em. Dây điện này bỏ. Chấm trắng. Đây bà. Ồ thôi nó nhiều cả da màn luôn. Úng một cả tăm lên. Bỏ cá mang về anh em nhé. 500 trắng 2 chép. Vào việc. Cái mồi của anh bạn Chu Bà Trẻ. Vào việc đây.